Xin chào các bạn, hôm nay thì mình làm bánh với lá dứa nha. Bánh nở bông xốp rất là ngon luôn, có nước cốt dừa nữa. Thì đầu tiên các bạn chuẩn bị lá dứa, khoảng chừng 5-7 lá dứa để mình cắt nhỏ nhỏ. Rồi mình sẽ cho nước vô mình xay cho nó nhuyễn. Các bạn xay xong rồi mình lược lại. Rồi lược lá dứa xong thì mình chuẩn bị tới cái phần bột. Mình dùng đây là bột mì số 8. Thì bột này là bột làm bánh bông lan, các bạn có thể dùng bột mì ngang. Mình sẽ cho vào đây 150g bột mì và 50g bột gạo. Gạo thì các bạn dùng loại nào cũng được. Và thêm 100g đường, chút xíu muối để bánh có vị đậm đà. Và mình sẽ dùng men khô. Men khô này thì các bạn dùng cho mình khoảng 1 muỗng cà phê vậy nè, là khoảng 3g men. Men này thì là men nâu đó các bạn. Rồi nước lá dứa hồi nãy mình xay xong rồi nè, mình lọc ra nè các bạn. Bây giờ mình sẽ cho vào đây 100ml nước lá dứa để có cái màu đẹp và cái hương thơm cho bánh. Để tăng cái độ béo ngon thì mình dùng đây là nước cốt dừa, 120ml nước cốt dừa. Nếu các bạn không thích ăn béo nhiều có thể bớt nước cốt dừa và thêm nước lá dứa nha. Mình sẽ khuấy cho bột của mình nó tan đều nè. Với cái bánh này á, các bạn không cần phải lỏng nha các bạn. Mình khuấy làm sao mà thấy bột của mình nó có cái dạng sền sệt và nó chảy như vậy là được rồi nè. Rồi mình sẽ cho vào đây 1 muỗng canh dầu ăn để cho cái bánh của mình nó bóng mịn. Mình cũng sẽ khuấy đều cho dầu ăn và bột nó hòa lẫn với nhau. Bánh của mình lúc này nó có cái màu xanh đẹp rồi nè. Mình khuấy một hồi thì bột nó sẽ mịn màng và nó có cái độ sệt á. Thì mình sẽ dùng một miếng giấy này nè các bạn, mình lót xuống cái khuôn rồi mình thoa một lớp dầu ăn hoặc là một lớp nước cốt dừa tùy sở thích các bạn, để mình chống dính đó. Rồi các bạn cũng sẽ lót cái phần giấy nướng ở bên trong. Giấy này á, là giấy chống dính đó các bạn. Nếu không có giấy thì các bạn có thể cho dầu ăn vô không, rồi mình hấp cái khuôn cho nó nóng, rồi các bạn hãy cho bột vô. Còn nếu có giấy thì mình sẽ cho bột vô và mình để bột ở trong đây mình ủ luôn. Đây, bột của mình nó có cái độ sệt. Rồi bây giờ cái bột của mình rót vô xong trong đây rồi, các bạn sẽ để bột ở đây mình ủ luôn ha. Mình ủ vậy nè nó tiện lợi nữa. Mình sẽ ủ bột này khoảng 45 phút. Bột của mình ủ được 45 phút thì bây giờ mình dỡ nó ra. Đây, bột của mình nó đã nở lên rồi nè các bạn. Và nó có những cái bong bóng nhỏ nhỏ li ti đó. Mình sẽ cho vào đây một ít nho khô. Nho khô thì các bạn rửa cho nó sạch. Rồi mình cho vô. Hoặc là các bạn cho những cái hạt này hạt kia vậy đó, tùy theo sở thích ha. Rồi mình rắc thêm một ít mè nữa. Mình làm bánh này á, cũng không phải bánh bông lan mà cũng không phải bánh bò nữa. Rồi mình sẽ đem đi hấp ha. Các bạn cho trực tiếp vô trong nồi mình hấp luôn, không cần phải đun nồi sôi trước. Mình vừa cho vô là nồi nước vừa nóng là được rồi. Mình sẽ phủ một lớp khăn để cho mồ hôi đừng có chảy xuống. Rồi các bạn đậy nắp lại. Mình sẽ hấp ở lửa trung bình 30 phút. Sau 30 phút, bây giờ mình sẽ kiểm tra bánh. Và bánh của mình nở lên rồi đó các bạn. Thấy trong cái lớp khăn nè. Giờ dỡ nó ra ha. Cái bánh của mình nó có cái màu xanh nè. Wow, thơm nước cốt dừa quá trời luôn. Bánh nở nè các bạn. Bề mặt thì láng bóng. Các bạn thử vô, thấy bánh không dính bột. Bánh đã chín rất là ngon và cực kỳ xốp luôn. Rồi mình sẽ để cho nó nguội ha. Xốp ngon. Bánh lá dứa, thơm mùi lá dứa nè, thơm mùi nước cốt dừa nè. Đây các bạn sẽ lấy nó ra.
gỡ cái miếng giấy này ra nha các bạn. Bánh của mình nó nở bông lên nè. Bánh nở xốp, bông, mềm, có màu đẹp và hương thơm đặc biệt của lá dứa cùng với nước cốt dừa. Mình đã bẻ cái bánh này ra rồi. Cái bánh của mình nó xốp á các bạn, mình để qua thôi nó nứt luôn á. Bây giờ mình sẽ lấy lên cho các bạn xem cái độ xốp mềm nè. Bề mặt nó láng bóng luôn. Cái bánh như vậy á, là mình nhìn thấy là mình biết nó xốp rồi đó các bạn. Cảm giác á, nó nhẹ tên ở trên cái tay của mình. Đây, bên trong xốp mềm và nở bông. Có cái nước cốt dừa đó các bạn, làm tăng thêm cái độ nở xốp cho bánh á. Rất là ngon luôn ha. Có cái nho và cái mè nữa. Xốp từ trong ra ngoài luôn, không hề bị chai cứng và cũng không có bị ghế tre nữa. Bánh rất là thơm nước cốt dừa. Ăn vô á, nó có cái độ ngọt, độ béo và cái hương lá dứa nữa. Ăn vô rất là lạ miệng luôn. Không giống bánh bò, cũng không giống bánh bông lan. Và nó có cái độ đặc trưng khác lạ hơn so với cái bánh bò mình ăn á, thì cái bánh này nó ngon hơn nhiều luôn. Và nó xốp mềm giống như là cái bánh bông lan vậy đó các bạn. Rồi các bạn, nếu có thích video này thì vui lòng đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chúc các bạn có ngay một cái món bánh lá dứa hấp ăn thật là ngon lành luôn. Bảo đảm các bạn sẽ hài lòng. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha.